Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chuyện về phồn hưng của đất Đường Lâm Hai Vua. Bầu Cái Đại Vương, vị vua đầu tiên của Đường Lâm, đất Hai Vua không chỉ nổi danh với truyền thuyết diệt hổ bảo vệ dân làng, mà còn gắn liền với những câu chuyện thực ảo về sự linh thiêng của người đã đứng lên chống lại cuộc xâm lược của nhà Đường, giành lại độc lập cho đất Việt trong 9 năm. Phùng Hưng xuất hiện từ dòng dõi cự tộc lâu đời ở đất Đường Lâm, nay là xã Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội. Đường Lâm xưa kia vốn là vùng đất gò đồi và rừng rậm rạp, bởi vậy mới có tên gọi là Đường Lâm. Phùng Hưng có tên tự là Công Phấn, cháu bảy đời của Phùng Tói Cái, người đã từng vào cung vua Đường Cao Tổ, thời niên hiệu Vũ Đức, dự yến tiệc và làm quan ở đất Đường Lâm. Bố của Phùng Hưng là Phùng Hạc Khanh, một người hiện tại đức độ. Cho tới nay, ngày sinh và ngày mất của Phùng Hưng đều chưa rõ. Theo những thông tin của giả sử thì Phùng Hưng sinh ngày 25 tháng 6 năm 760 và mất ngày 13 tháng 8 năm Nhâm Ngọ, tức ngày 13 tháng 9 năm 802, thọ 41 tuổi. Tuy nhiên, các sách chính sử như Đại Việt Sử Ký Thoản Thư, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục ghi ông mất năm 791, chỉ một thời gian ngắn sau khi đuổi được giặc Bắc Phương. Khoảng năm Nhâm Tuất năm 722, đời Đường Huyền Tông, niên hiệu Khai Nguyên, Phùng Hạc Khanh đã tham gia cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan. Sau đó, ông trở về quê chăm chú công việc điền viên, trở nên giàu có. Trong nhà nuôi nô tỳ có đến hàng nghìn người. Theo sử tích, Phùng Hạc Khanh có một người vợ họ Sử, ông bà sinh một lần được ba người con trai khôi ngô khác thường. Lớn lên, ai cũng có sức khỏe, có thể kéo trâu, quật hổ. Anh cả là Phùng Hưng, em thứ là Phùng Hải, tự là Tư Hào, và em út là Phùng Dĩnh, tự là Danh Đạt. Đến năm ba anh em 18 tuổi thì bố mẹ đều mất. Trong ba anh em, anh cả Phùng Hưng là người có sức khỏe và khí phách đặc biệt. Phùng Hưng nối nghiệp cha trở thành hào trưởng đất Đường Lâm. Cho tới nay, dân gian vẫn còn lưu luyến câu chuyện ông dùng mưu kế giết hổ mang lại bình yên cho làng xóm. Chuyện kể rằng, thủ Phùng Hưng đang còn trai trắng, bỗng vùng Đường Lâm, Hà Tây quê ông, có một con hổ dữ từ rừng về giết người, bắt gia súc, mọi người không làm gì nổi. Phùng Hưng bèn tìm cách trị hổ cứu dân làng. Ông làm con bù nhìn bằng rơm, cho mặc quần áo như người thật, đặt ở nơi hổ thường xuất hiện. Hổ đi qua, thấy bù nhìn tượng người, lao vào cắn xé nhưng chỉ có cọc gỗ đột rơm. Vài lần như thế, hổ không còn chú ý tới bù nhìn rơm nữa. Một hôm trời chập choạng tối, Phùng Hưng cởi trần, thân đóng khố, chát bùn khắp người, đứng thế vào chỗ hay đặt bù nhìn rơm. Khi hổ xuất hiện, hơi bùn non át hơi người nên hổ không phân biệt được, cứ rảo bước qua như mọi lần. Phùng Hưng bất ngờ xông tới nhảy lên mình hổ, ghì chặt con mãnh thú. Sau một hồi người hổ vật nhau, hổ đuối sức, Phùng Hưng giáng một cú thôi sơn đập vỡ sọ nó. Hổ chết, mối họa cho dân được trừ, vua đánh hổ Phùng Hưng. Việt Nam thời thuộc Đường gọi là An Nam Đô Hộ Phủ, khi đó đang nằm dưới ách cai trị hà khắc của bọn quan đô hộ. Các quan đô hộ nhà Đường ra sức vơ vét của cải của người dân Việt Nam, bắt nhân dân phải đóng sưu cao thuế nặng, khiến cho lòng người ngày càng căm phẫn. Năm 767, Cao Chính Bình, hiệu Úy Châu Phủ Định, tức miền Việt Bắc, giúp kinh lược xứ An Nam là Trương Ba Nghi đánh bại được cuộc xâm lược của quân Trà Và ở Chu Diên, sau đó được cử làm đô hộ ở An Nam. Chính Bình ra sức vơ vét của cải của nhân dân, đánh thuế rất nặng. Sinh trưởng trong một gia đình đời đời làm hào trưởng đất Đường Lâm, chứng kiến cảnh quan lại nhà Đường. Đứng đầu là đô hộ phủ Cao Chính Bình tàn ngược, áp bức vơ vét của cải của nhân dân, không cùng, lòng người oán hận. Phùng Hưng quyết định dựng cờ chiêu hiền đại sĩ, phát động khởi nghĩa. Khoảng niên hiệu Đại Lịch, từ năm 766 đến 779, chưa rõ xác định là năm nào. Nhân lòng căm phẫn của người dân, lợi dụng khi binh lính ở Tống Bình, Hà Nội nội loạn, Phùng Hưng đã phát động cuộc khởi nghĩa lớn chống chính quyền đô hộ. Cuộc khởi nghĩa do Phùng Hưng phát động nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của nhân dân từ khắp các miền đất giao châu. Thoạt đầu, anh em họ Phùng nổi dậy, làm chủ Đường Lâm, rồi nghĩa quân tiến lên đánh chiếm được cả một miền rộng lớn quanh vùng thuộc Phong Châu, xây dựng thành căn cứ chống giặc. Phùng Hưng xưng là đô quân, Phùng Hải xưng là đô bảo và Phùng Dĩnh xưng là đô tổng. Chia quân đi chấn giữ những nơi hiểm yếu, Cao Chính Bình đem quân đi đàn áp nhưng chưa phần thắng bại,
tình hình diễn ra như vậy hơn 20 năm. Được sự trợ giúp của người cùng làng có nhiều mưu lược là Đỗ Anh Hàn, tháng 7 năm Tân Mùi năm 791, Phùng Hưng từ chỗ cầm cự đã cùng các tướng lĩnh đem quân vây đánh thành Tống Bình. Quân của Phùng Hưng chia làm năm đạo do các tướng Phùng Hải, Phùng Dĩnh, Đỗ Anh Hàn, Bổ Phá Cần và chủ tướng Phùng Hưng tiến công vây thành. Phần lớn các truyền thuyết kể lại rằng Phùng Hưng nhận thấy lực lượng chưa đủ mạnh để đè bẹp quân địch. Vì thế, ông đã cùng các tướng tỏa đi xung quanh, chiêu mộ thêm binh lính và sắm thêm vũ khí. Còn việc vây thành được giao cho ba người cháu gái họ Phùng, gọi Phùng Hưng bằng bác. Cuộc chiến đấu sau đó diễn ra quyết liệt, quân Đường chết nhiều, Cao Chính Bình phải vào cố thủ trong thành, lo sợ cuối cùng bị ốm rồi chết. Phùng Hưng chiếm lĩnh thành trì và vào đô hộ, coi chính sự đất nước. Chính sử chép rằng, ông cầm quyền cai trị không lâu sau đó đã qua đời ngay trong năm 791. Các sử giả hiện nay xác định ông mất khoảng tháng 5 năm 791. Sau khi mất, Phùng Hưng được nhân dân suy tôn là Bố Cái Đại Vương. Về danh hiệu này, vì hiểu nghĩa Bố Cái là cha mẹ, sách Việt Đại Sử Toàn Thư đã có câu viết để giải thích con Phùng Hưng sau khi cha mẹ mất, tôn xưng cha là Bố Cái Đại Vương, tục gọi cha là bố, mẹ là cái nên lấy làm hiệu. Tuy nhiên, trong công trình Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Sử Thần Lê Tung lại gọi Phùng Hưng nguyên văn là Phùng Bố Cái. Cấu trúc của cụm từ này cho thấy ở đây, nghĩa của bố chính là vua và cái là lớn. Vì thế trong công định Việt Sử Thông Giám Cương Mục ghi là dân chúng tôn Phùng Hưng là Bố Cái Đại Vương, chứ không phải là con Phùng Hưng xưng tôn cha. Và việc Phùng Hưng được dân chúng suy tôn là vua lớn còn thấy rõ trong câu sử bút sau đây. Vua thường hiển linh, dân cho là thần. Mới làm đền thờ ở phía tây phủ đô hộ, tuế thời cúng tế. Sau khi Phùng Hưng mất, con trai của ông là Phùng An lên nối ngôi. An nối nghiệp được 2 năm thì đất nước lại rơi vào tay giặc. Nền tự chủ vừa mới được xây dựng chỉ tồn tại vẹn vẹn trên dưới 9 năm. Sau khi đặt nền cai trị, bọn quan quân nhà Đường liên tục truy sát những người trong gia tộc họ Phùng. Theo các dòng sông lớn, dòng họ Phùng tọa về vùng núi, trung du, các vùng hạ lưu, các con sông lớn nhỏ để lập nghiệp. Nhưng phần lớn vẫn là các vùng như Hà Tây, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và tập trung lớn nhất phải kể đến như dòng họ Phùng Quang ở Vĩnh Phúc. Dòng họ Phùng Xuân thuộc hữu ngạn sông Bùi Trương Mỹ, Hà Tây. Dòng họ Phùng Văn ở Ba Vì, Phùng Huy ở Thanh Hóa. Trong Viện Điện U Linh Tập, Lý Tế Xuyên đã chép về chuyện này như sau. 2 năm sau, vua Đường Đức Tông sai Triệu Xương sang làm đô hộ nước ta. Triệu Xương tới nơi, trước hết cho sứ giả mang lễ vật đến dụ dỗ Phùng An. Phùng An xin hàng phục, từ đó họ Phùng tản mát mỗi người một nơi. Sử liệu và truyền thuyết trong dân gian cho đến nay vẫn lưu truyền những câu chuyện về sự thiêng liêng của vị Bố Cái Đại Vương. Trong Viện Điện U Linh viết rằng, sau khi mất, Bố Cái Đại Vương rất hiển linh. Dân các làng thường nghe có tiếng ngựa xe đi qua lại ầm ầm trên nóc nhà hoặc trên các ngọn cây cao, ngẩng trông nhìn thấy hiện tượng trong những đám mây là cờ ngũ sắc và kiệu vàng rực rỡ, lại có cả tiếng nhạc vang vẳng. Bây giờ, nếu có việc lành hay dữ sắp xảy ra, thì thế nào đêm đến cũng sẽ có dị nhân báo cho các vị hào trưởng để biết thông tin cho cả làng hay, cho nên ai cũng lấy làm lạ, bèn cùng nhau lập đền thờ vương ở phía tây của phủ đô hộ. Đền thờ vương rất linh thiêng, mọi việc cầu mưa, cầu tạnh đều được linh ứng. Ai gặp việc khó khăn như bị kẻ xấu lấy trộm hoặc giả muốn cầu tài, đến lễ thần đều được như ý. Bởi vậy, người đến lễ rất đông, khói hương chẳng lúc nào dứt. Khi Ngô Tiên Chủ dựng nước, bọn giặc Nam Hán sang cướp nước ta, Ngô Tiên Chủ ngày đêm lo tìm nghĩ cách chống giặc. Thế rồi một đêm, Ngô Tiên Chủ nằm mơ, thấy có một cụ giả áo mũ chỉnh tề đến nói rõ họ tên của mình và bảo rằng, tôi đã chủ tính, sắp sẵn các đội hình binh để giúp sức nhà vua, xin nhà vua hãy gấp tiến binh, đừng lo nghĩ gì cả. Đến khi Ngô Tiên Chủ ra đánh giặc ở sông Bạch Đằng, nghe trên không có tiếng binh mã ầm ầm và quả nhiên trận ấy được đại thắng. Ngô Tiên Chủ lấy làm lạ, liền sai sửa sang ngôi đền, khiến cho đền rộng rãi và lịch sự hơn xưa. Xong Ngô Tiên Chủ đem các thư lễ vật cùng cờ quạt chiêng trống đến để tế lễ. Sau này các triều quét dần thành lệ. Thời Trần, vào năm Chủng Hưng thứ nhất năm 1285, nhà vua sắc phong là Phù Hữu Đại Vương. Năm Chủng Hưng thứ tư lại ra phong thêm hai chữ Trương Tín. Năm Hưng Long thứ 20, vua Trần Anh Tông ra phong thêm hai chữ Sụp Nghĩa.
Đến nay, sự linh thiêng vẫn được dùng phụng như xưa. Lăng mộ Phùng Hưng ngày nay nằm ở phố Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đền thờ ông được dựng lên ở nhiều nơi như quê hương Đường Lâm, đỉnh Quảng Bá, Tây Hồ, đỉnh Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội, Lăng Đại Áng, Phương Trung, Hoạch An hay Phủ Thanh Oai, Hà Nội. Riêng ở đất Đường Lâm, sau khi Phùng Hưng mất, còn xuất hiện một vị vua nữa là Ngô Quyền, người đánh bại cuộc xâm lược của Nam Hán, chấm dứt 1.000 năm Bắc thuộc năm 938. Do vậy, Đường Lâm còn được biết đến với tên gọi là đất hai vua. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất. Ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại!